các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Những ai dễ gặp nguy hiểm hơn khi mang thai? Những phụ nữ lớn tuổi mang thai nhiều lần, sinh mổ sẽ gặp nhiều nguy cơ trong thai kỳ và quá trình chuyển dạ hơn bình thường. Do đó, nếu bạn thuộc số đối tượng vừa kể trên, trước và trong quá trình mang thai, cần được bác sĩ tư vấn, theo dõi chặt chẽ để tránh những sự cố đáng tiếc. Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Hùng Vương cho biết, mới đây, Bệnh viện Hùng Vương đã kịp thời cứu sống một thai phụ bị vỡ tử cung. Bệnh nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu khi tuổi thai được 39 tuần 6 ngày. Dù chị vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhưng các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị vỡ tử cung. Bác sĩ Khánh Trang giải thích, ở thai phụ này, do có vết mổ cũ 2 lần sinh nên tử cung ép sát bàng quang. Trong khi đó, vết rách tử cung tại vết mổ trước kéo dài sang hông phải gần sát niệu quản. Ở trường hợp này, thai phụ đã có 3 con, trong đó có 1 lần sinh thường, 2 lần sinh mổ. Đây là trường hợp mang thai không an toàn. Thông thường, nếu có thai trên vết mổ cũ, thai phụ phải đi khám thai định kỳ đều đặn. Bác sĩ sẽ cho nhập viện theo dõi khi thai đủ trưởng thành, tức từ 37 đến 38 tuần, để được chỉ định xin phẫu thuật chủ động. Tuy nhiên, thai phụ này đã không thăm khám đầy đủ để được tư vấn. Khi nhập viện, thì tử cung có sẹo cũ chịu quá sức nên rách vỡ. Không chỉ Bệnh viện Hùng Vương mà gần đây, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng liên tiếp ghi nhận những thai phụ gặp sự cố thuộc nhóm lớn tuổi hoặc từng sinh mổ, mang thai nhiều lần. Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Minh Huyền, phó khoa sản thương Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng nhấn mạnh, nhau cài răng lược luôn là một thách thức với các bác sĩ bởi nguy cơ mất máu, nguy hiểm tính mạng cho cả mẹ và con luôn thường trực dù có được chuẩn bị kỹ. Vậy làm gì để có thể hạn chế nguy cơ trong thai kỳ? Thạc sĩ bác sĩ Giang Minh Nhật, trưởng đơn vị hồi sức tim mạch, khoa nội tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, theo thống kê của thế giới, cứ 1.000 ca mang thai từng một lần sinh mổ trước đó thì có 5 trường hợp vỡ tử cung. Tỷ lệ này tăng 4 lần với người đã có 2 lần mang thai và sinh mổ. Vỡ tử cung là tai biến sản khoa, dễ dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con. Do mỗi phút, các mạch máu vỡ có thể gây mất từ 400 đến 500ml máu. Như vậy, chỉ cần khoảng 10 phút, cơ thể sẽ hết máu dẫn đến tim ngừng đập, khiến thai nhi tử vong trước và sau đó đến thai phụ tử vong. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, thai phụ mang thai khi tử cung đã có vết mổ cũ thì phải đi khám thai và khai báo đầy đủ để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể. Những trường hợp đã sinh mổ 2 đến 3 lần, tuy không thuộc nhóm chống chỉ định mang thai, nhưng vẫn phải được theo dõi kỹ tại các bệnh viện chuyên khoa có bác sĩ nhiều kinh nghiệm. Các bác sĩ sẽ khám, tiên lượng những yếu tố nguy cơ để kịp thời xử trí. Theo tiến sĩ bác sĩ Bùi Chí Thương, trưởng khối sản Bệnh viện Nhân dân Gia Định, một trong những cách giảm nguy cơ mắc nhau cài răng lược ở những lần mang thai sau là mẹ bầu nên sinh ngã âm đạo thay vì sinh mổ, nếu không có chỉ định mổ lấy thai. Ngoài ra, phụ nữ nên ngừa thai hiệu quả, sinh đẻ có kế hoạch, không nạo, hút thai. Mặt khác, chị em không nên sinh quá nhiều con vì sau mỗi lần sinh, tử cung sẽ yếu dần, tăng các yếu tố nguy cơ lúc mang thai. Thai phụ cần khám thai định kỳ, siêu âm phát hiện sớm nhau cài răng lược cũng như các bất thường trong thai kỳ để có hướng xử trí sớm, tránh nguy hiểm cho mẹ và bé.